Xin chào, tôi là Tiến sĩ Xuân Hoài. Tôi đang ở làng Con Cô Tu của người Bana ở Kon Tum. Nghiên cứu trước đây của tôi ở làng Con Cô Tu cách đây khoảng 10 năm chủ yếu tập trung vào các di sản văn hóa của người Bana như là âm nhạc cồng chiêng, các nghi lễ, các điệu múa. Trong vài năm trở lại đây thì nghiên cứu của tôi đã tập trung sâu hơn vào các tri thức của người dân tại chỗ ở đây về thiên nhiên, ví dụ như cách người Bana sử dụng các loại cây cỏ, các loại đồ ăn có thể tìm được ở trong thiên nhiên để phục vụ trong đời sống hàng ngày của họ, và những tri thức về tự nhiên như thế phản ánh cái hiểu biết của con người đối với môi trường cũng như cái thích ứng của họ đối với những biến đổi trong môi trường hiện nay, và chính các tri thức bản địa về môi trường cũng là một phần quý trong kho tàng văn hóa, trong cái di sản văn hóa của người Bana.